Ok, là tôi xin chào tất cả các em cần thủ đam mê câu cá từ miền Tổ quốc. Hôm nay tôi làm cho anh em một clip gồm 9 cây cần câu tay. 9 cây cần này thì trong đó có một số cây ISO em hạ tay nha anh em. Rồi, để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip em quay thì anh em có thể trả về cho em. Rồi, cảm ơn anh em. Năm cây thứ nhất người nha. Cái thứ nhất là một cây cần đây qua, cần tay. Cái này thì dài 5,3 m. Cái này sản xuất tại Korea, tem xuất nội địa Nhật. Cần sơn bạc kim tuyến anh em, cần rất là đẹp. Cây này độ mới gờ tầm khoảng 90%, 90-95%. Cái này thì dài 5,3 m, thu gọn 105 cm, nặng 120 g, đọt là 0,5 ly, độ cứng là 1 h. Cây này chuyên cho anh em câu giết nha anh em, câu giết câu chép đến cảm giác thôi. Cây này đọt nó dịu lắm, đọt nó có thể cuốn hình chữ O này anh em, tầm nửa h đến 1 h thôi, đọt nó rất là dịu. Nói chung này cần này đẹp, ngoại hình khá là ok. Không lỗi gì hết. À, đủ mét đủ tấc. Hàng này là hàng carbon. Hàng carbon nha anh em. Phủ sơn khá đẹp nha. Anh em đi câu gô, câu giết, câu chép thì cây này đánh là ok. Độ dẻo nó rất là dẻo nha. Đầu bu thì đầu bu xoay 360 độ nha anh em. Đó. Đó là cây ngoại hình rất là đẹp nha, carbon. Thôi nó cũng rất là dày. Rồi, giá công khai cây nha mọi người, giá công khai là 650k cây số 1. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 2 nha mọi người. Cây số 2 vẫn là một cây cần tay carbon lóng dài, cần có nút bao đầu cần. Cây này thì hàng này hàng của Suzumi, hàng Korea xuất Nhật nha anh em. Đó. Hàng chất liệu là carbon, cần thì độ mới rất là cao, rất là xuất sắc nha anh em. Cây này thì dài 6,1 m, thu gọn 115 cm, đọt 0,7 ly, độ cứng tầm 1 h, nặng 160 g nha anh em, rất là nhẹ. Cây này thì chuyên cho anh em đi câu chép, câu gô, câu giết rồi, đánh bạo lực không được. Xe là của ngoại hình. Cái này carbon là carbon bồng nha anh em. Nói chung là rất là đẹp. Đây khúc này bị xước. Nói chung là đột xước nó rất là ít. Carbon dòng khá đẹp nha anh em. Đọt cái này là đọt sợi thủy tinh, đọt đặc. Đọt này được men nhiệt độ rồi nha anh em. Cứng nước qua tầm khoảng 1 h. Cũng công được luôn. Rất là dịu nha anh em. Cây này đánh chép, đánh giết nha. Rồi. Cây số 2 giá trăm, giá công khai vẫn là 650k nha anh em. Cây số 2 650k. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây sẹo ta. Cây này dài 6,3 m, nặng 210 g, thu gọn 102 cm, đọt 0,8 đi, độ cứng tầm khoảng 2 h đến 2 h rưỡi. Ngoại hình rất là ok nha, rất là mới. Bao mới luôn á.
vào nút chụp đục nha. Đọc ra đây. Cây này là cây của Korea nha anh em. Korea xuất nội địa Nhật. Nhau ta. Hàng cực quanh dòng nha anh em. Đó. Rất là mới. Mới đẹp nè. Phôi nó khá dày nha anh em. Chờ đây. Càng độ cứng tầm 2H đến 2H rưỡi thôi nha anh em. Anh em đánh trà, đánh lọc, đánh chép, đánh giết, đánh gô rồi đánh mấy cái này rất là cảm giác nha. Rồi, giá công khai nha anh em. Giá công khai cây này là 800k. Cây số 3, 800k. Hàng Elta, hàng 6m3. Rất là đẹp nha. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 mình lên cho mọi người là một cây Shimano. Hàng em hạ tay nha anh em. ISO hạ tay. Bao đầu cần có. Cái này thì dài là 4m5. Thu gọn 103cm, nặng 130g, đọt 0.8 ly, độ cứng tầm 2H đến 2H gử, giá là 800k. Đó. Rồi nhìn xem. Hàng ISO hạ tay, được chạy keo đầu lóng, nên hạn chế nổ bể như nào. Đây. Rất là chắc nha anh em. Bộ đây. Chạy keo đầu lỏng mất nha anh em. Thôi mấy cây ISO này Shimano thì dày rồi, khỏi nói. Đọt nó gơ đầu tầm khoảng độ cứng tầm 2H nha anh em. 2H đến 2H gử. Cái này thì có một lỗi duy nhất khúc trên đây. Rồi. Đây khúc đây nó bị dập nha anh em, bị nứt nhẹ thôi. Cái này do vận chuyển rất là cứng nha anh em, bóp vô không cảm giác luôn. Nói chung khúc này em bao, nếu anh em về đánh mà gãy bể cái này thì em nhận lại, đừng có đập được rồi. Câu cá mà gãy bể cái này thì em nhận lại. Cây này giá công khai là 800k nha mọi người. Rồi. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 5 nha mọi người. Cây số 5 cũng là một cây cần ISO, em hạ tay. Cây ISO này thì dài 4m5, đọt số 1. Đa phần những cây em hạ tay em đều quấn chỉ đầu cần nha anh em. Đó. Rất là bền, hạn chế nổ bể nóng cho anh em. Rất là đẹp. Nói chung thì ngoại hình cây này khá ok. Đây là một cây cần carbon, xuất nội địa Nhật nha em. Tam xuất đây. Đó. Cây này 4m5, nặng 130g, rất là nhẹ. Thu gọn 104cm, đọt 0.7 ly, độ cứng ra tầm khoảng 2H đến 2H gửi, giá 700k. Đó. Khá là ok nha anh em. Đây, để em lấy chân em xem nóng bên trong. Những cây xô hạ tay á, đọt nó thường là đọt đặc nên độ cứng nó rất là đều. Hàng carbon nha nè, rất là mới.
Đâu cần được quấn kỹ nhanh nè. Rất là ok. Đọc nó sẽ là đọc đặc. Đọc nó đây. Thôi cũng ra khá là dày nha. Đó. Đọc đặc, đọc cứng là khoảng 2 hắc đến 2 hắc cử. Dài 4m5 nha anh em. Đây, giá công khai cây số 5, giá công khai khoảng là 700k cây số 5. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây cần ISO, em vẫn hạ tay. Cây ISO này đọt số 2 anh em, dài 5m4. Cây này thì sức nở đi Nhật. Đó, tem đầy đủ. Hàng carbon anh em. Đầu cần đây. Đó, em vẫn có bịch đầu cần. Quấn chỉ hết, rất là an toàn nha anh em. Cần này giờ anh em khỏi quấn chỉ về đánh bao lực là bao luôn á. Nói chung là cắt cái cần ISO hạ tay thì độ cứng nó đều hết nguyên cây luôn, không có dịu giống như cây những cây cần tay. Cần tay em bán thì em nói độ cứng thì cứng sao thì em nói vậy thôi, trả độ cứng lên, trả nó độ cứng cao lên chi mất công. Cái nào dịu em nói dịu. Đây. À, carbon nha anh em, rất là đẹp. Đây cũng vậy. Đọt rất quẩn là đọt đặc nha anh em, đọt các bo đặc, đọt thì sẽ cứng đều nguyên cây luôn. Đó. Cái này thì theo chiều đo, chiều dài em đo là sẽ là 5m3, nặng 260g, thu gọn 100cm, đọt 1 ly, độ cứng giờ tầm khoảng 2h đến 2h5. Giá là 800k nha mọi người, cây số 7, cây số 6, 800k. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây cần tay Nissin. Cây này nội địa Nhật 100% với anh em nha. Tem đây. Cây này thì em đo chiều dài nó sẽ là 6m9, nặng là 250g. Thu gọn là 103cm, đọt là 1 ly 2, độ cứng tầm 2h đến 2h5, giá là 750k. Nissin nội địa Nhật nha anh em. Nói chung là carbon sắn chìm, sắn bồng, đó, khá đẹp. Những lóng mới trong thì carbon sắn nổi dần nha anh em. Rất là đẹp nha anh em. Lóng trong thì carbon sắn nở quăng. Đọt đây, đọt nó bị mắc khoảng tầm khoảng vài cm. Đó, cần 7m2 bây giờ còn 6m9. Nên đọt cứng rất là cao cho anh em, đọt cứng nữa vào tầm khoảng 2h đến 2h5. Rồi, giá công khai nha anh em, giá công khai cái Nissin này giá là 750k. Rồi, tiếp theo sẽ là hai cây cuối, cây số 8 và cây số 9. Cây số 8 là một cây cần đai qua, cần ISO em hạ tay. Cần này đọt số 3, dài 5m4. Cần ISO hạ tay nha anh em.
Cây này thì nó sẽ có độ zoom. Cây này zoom là 4m. 4m4 và 5m2. Thu gọn 103 cm, độc 1 ly 5, độ cứng tầm khoảng 4H đến 4H rưỡi, giá công khai là 1 triệu nha anh em. Chung là càng khá là ok, hàng đây qua dùm đây. Cái này là carbon sắn vòng nha anh em. Đầu cần thì em vẫn vẫn chỉ đầu cần cho anh em. Đó. Vẫn chỉ đi kêu đầu cần cho anh em. Rất là đẹp nha. Cui luôn á, carbon sắn vòng nha anh em, màu trắng. Khá đẹp. Đọt nó rơi vào tầm khoảng 1 ly rưỡi. Độ cứng tầm khoảng 4H đến 4H rưỡi nha anh em. Độ cứng rất là cứng nha. Rồi, giá công khai cho mọi người, giá công khai là 1 triệu cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng. Cây số 9 là một cây Elta hàng carbon cutter 20 và 3m6. Cây này hư phen nên em tháo ra hạ tay luôn. Cây này dài 3m6, thu gọn 100cm, nặng là 250g, đọt là 2 ly 2. Cây này nếu xét độ cứng vào cần tay nó sẽ rơi tầm khoảng 6H đến 7H nha anh em. Cứng rất là cứng. Đọt nè, đọt chà bá luôn, đọt 2 ly 2 bao cứng. Cây này anh em đi giật ếch, giật cá lóc á thì rất là ok. Ngoại hình cây này rất là mới nha anh em, tại nó hư phen rồi em có phen tay thôi, hạ tay luôn. Khá là mới nha anh em. Cái này thì nặng là chỉ có 250g thôi. Anh em đi giật ếch, giật cá lóc, sân hàng thì lấy cái này đi đánh. Quá ok. Rồi, giá công khai nha mọi người. Giá công khai cây số 9, giá 900k nha. Đó là còn tổng 9 cái cần em đưa cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào có thể alo thẳng em. Hoặc có thể để lại bình luận ở comment nha anh em. Anh em có thể để lại bình luận. Rồi, cảm ơn.